Di sản Hán Nôm là kho tàng văn hóa thành văn phong phú và quý giá của nước ta. Trong khi những giá trị đó đang dần bị lãng quên, thì tại Đà Nẵng, một lớp học Hán Nôm do các cụ cao tuổi tổ chức đã duy trì được gần 7 năm nay và ngày càng thu hút được nhiều học viên tham gia. Đã thành lệ, cứ vào sáng thứ Bảy hàng tuần, hội trường tổ dân phố 11, phường Hòa Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lại rôm rả tiếng trao đổi, thảo luận về cái hay cái đẹp của ngôn ngữ Hán Nôm. Đây là lớp học do các cụ cao niên tổ chức, nó đã duy trì được gần 7 năm nay. Học viên của lớp có cả cán bộ nghỉ hưu, cựu chiến binh, nhà nghiên cứu văn hóa, giáo viên, sinh viên, thậm chí có cả những người nông dân. Tuổi đời, nghề nghiệp khác nhau, nhưng họ có chung một nguyện vọng là được trau dồi, mở mang thêm kiến thức về ngôn ngữ Hán Nôm. Quyết tâm chấp sách đến trường sau khi tìm hiểu tôi. Trung tâm ban đầu là có một câu lạc bộ thôi, rồi cùng theo với mấy anh có tuổi với nhau để học tập. Về rồi cũng quất lót lót đi đâu chữ trên bảng đó, bà thấy bà cũng thấy cũng mê để thế đấy. Rồi bà nói thôi bây giờ như bạn bọn với trung tâm với câu lạc bộ tôi đi học đó, để gì để hai vợ chồng cùng nhau đi học về có khi thổi lẫn với nhau. Vợ kêu thì chồng viết, hoặc là chồng nhắc cho vợ viết. Lớp học không có giáo viên nên các thành viên đã tự dạy lại cho nhau những gì mình đã biết và chia sẻ tư liệu sách vở mình có. Những cuốn sách đã mờ nét chữ, một chiếc kính lúp hay một chiếc máy tính bảng iPad hiện đại đều trở thành những trợ thủ đắc lực giúp họ khám phá ngôn ngữ Hán Nôm. Từ năm 2005 thì bắt đầu học và học cùng từ nghiên cứu, và tôi thấy học Hán Nôm mà trước hết nó thiết thực với tôi. Từ về tôi xem gia phụ của gia đình và tôi viết lại cả gia phụ, và sau này thì tôi cũng được viết giúp cho nhiều gia phụ của các dân tộc. Cái lớp học này thì rất là bổ ích, không những là ngoài những kiến thức mà mình đã học ra, mình cần phải tìm hiểu và học hỏi những cái cao niên, những người cao tuổi, thì để mà mình có thể tiếp thu được những cái ý kiến của các bác, và có thể là giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái công việc tương lai sau mình và trong cái vốn kiến thức của cá nhân mình. Xuất phát từ lòng say mê, yêu thích chữ thánh hiền, các cụ ở đây đã làm được nhiều công trình ý nghĩa như dịch các văn bia, văn chỉ, gia phả tại nhiều địa phương. Trong đó có một số văn bản chữ Hán khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, như Hoàng Sa Đảo của nhà bác học Lê Quý Đôn, Bộ Công thời Minh Mạng năm thứ 17, 1836. Tháng 9 năm 2012, tổ tự học Hán Nôm này đã chính thức trở thành trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng với gần 90 thành viên trực thuộc Hội Khuyến học thành phố. Chúng tôi đang thâm tâm muốn rằng Đà Nẵng là một nơi có phong trào học tập Hán Nôm sôi nổi, rộng rãi. Thì như vậy đó, thông qua các cái hội khuyến học của quận huyện, làm thế nào hình thành những cái tổ học tập như chúng tôi thời gian vừa qua, học tập như vậy, rộng rãi như vậy. Rồi trang cái số lượng đó thì còn tiếp tục đi sau thì sẽ tiếp tục, và sau đó thì tiếp tục. Thì từ 100 người học thì có 10 người đi sau, và trong 10 người đó thì có một vài người nghiên cứu. Thì như vậy nó có một lực lượng kế thừa khai thác được tất cả những cái tài liệu Hán Nôm đã có trên thành phố. Như vậy thì lịch sử chúng ta sẽ cùng được giữ mãi. Không chỉ là sở thích, là niềm đam mê việc phát triển trung tâm Hán Nôm cùng với những công trình đã thực hiện, những lớp học như thế này đã góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã chính thức vượt Mỹ để lần đầu tiên trong năm 2012 trở thành nước có tổng kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới. Các số liệu công bố ngày 8 tháng 2 của cả giới chức Trung Quốc và Mỹ cho thấy, trong năm qua, tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc đạt 3.866,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,2% so với năm trước, trong khi kim ngạch trao đổi buôn bán của Mỹ đạt 3.862,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,5%.
Kim ngạch buôn bán của Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ khi nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2001. Đến năm 2009, Trung Quốc đã trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Trong năm 2012, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt 2.048,93 tỷ đô la Mỹ so với mức 1.563,58 tỷ đô la Mỹ của Mỹ. Kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc dừng ở con số 1.817,83 tỷ đô la Mỹ so với mức 2.299,28 tỷ đô la Mỹ của Mỹ. Ngày 9 tháng 2, truyền thông của Ấn Độ đưa tin tên Mohammed Afzal Guru, thủ phạm thực hiện vụ tấn công trụ sở quốc hội của nước này năm 2001, đã bị hành quyết tại nhà tù Tihar sau khi đơn xin ân xá bị bác bỏ. Afzal Guru, người Kashmir, đã tham gia vụ tấn công trụ sở quốc hội Ấn Độ tháng 12 năm 2001, làm một số nhân viên an ninh thiệt mạng. Năm đồng bọn của Guru đã bị tiêu diệt trong vụ này. Tòa án tối cao Ấn Độ đã kết án tử hình Guru vào năm 2004, song việc thi hành án bị hoãn lại do vợ của tên này làm đơn xin ân xá. Tuy nhiên, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã bác bỏ đơn này. Bộ Nội vụ Ấn Độ đã xác nhận thông tin Afzal Guru bị hành quyết. Chính quyền Kashmir đã áp đặt lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại những khu vực có đông người Hồi giáo sinh sống do lo ngại làn sóng biểu tình có thể bùng phát sau vụ hành quyết Afzal Guru. Hàng trăm cảnh sát và lực lượng bán vũ trang của Ấn Độ đã được triển khai tại Srinagar, thủ phủ mùa hè của bang Jammu và Kashmir và một số thị trấn lớn khác. Nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa để hạn chế việc đi lại của người dân. Ngày 8 tháng 2, một trận bão tuyết lớn đã đổ xuống các bang ở đông bắc nước Mỹ. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia của Mỹ đã cảnh báo đợt bão tuyết này có thể sẽ kéo dài trong suốt tuần tới. Thông báo của cơ quan trên cho biết trận bão tuyết có khả năng sẽ trút xuống 6 bang vùng New England gồm Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut và bang New York từ đêm 8 tháng 2. Bão di chuyển với tốc độ cực nhanh khoảng 100 km/h, kết hợp với mưa to, gió lớn sẽ trút xuống các bang nói trên, lượng tuyết dày từ 60 đến 90 cm. Đây có thể sẽ là mùa đông tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua ở Mỹ. Thành phố Boston thuộc bang Massachusetts được cảnh báo sẽ là tâm bão. Theo báo cáo của các hãng hàng không, trong những ngày này, hơn 3.200 chuyến bay trong khu vực đã bị hủy. Công ty tàu hỏa Amtrak cũng đã hủy hàng loạt chuyến tàu chạy trên các tuyến đường dọc hành lang vùng đông bắc nước Mỹ. Chính quyền các bang thuộc phạm vi ảnh hưởng khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà và chuẩn bị các biện pháp đối phó với tình trạng tuyết rơi kéo dài có thể gây lụt lội tại một số nơi. Người dân tại các khu vực nói trên đã đổ xô đến các cửa hàng để mua tích trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác, dự phòng cho việc có thể bị cô lập trong nhà nhiều ngày. Vậy là Brazil đã chính thức bước vào lễ hội hóa trang ở Rio de Janeiro. Đây được coi là lễ hội hóa trang lớn nhất và nổi tiếng nhất hành tinh. Dự kiến sẽ có khoảng 6 triệu người đổ ra các đường phố ở Rio de Janeiro để tham gia hàng trăm bữa tiệc tưng bừng đầy màu sắc kéo dài trong 4 ngày. Sự kiện đậm chất nghệ thuật này không chỉ giúp mang lại những giây phút thư giãn cho tất cả mọi người, mà còn giúp khách du lịch có cơ hội tìm hiểu về nền văn hóa đa dạng, độc đáo của Brazil. Hàng triệu người mê đắm trong điệu samba cuồng nhiệt mà các vũ công cống hiến tại lễ hội Carnival Rio de Janeiro được xem là lớn nhất hành tinh. Tồn tại đã 80 năm qua, cuộc diễu hành ở Rio de Janeiro được ví von là bữa tiệc lớn nhất hành tinh. Các trường dạy nhảy samba ồ ạt tung quân cạnh tranh gay gắt từng bước nhảy, khiến hàng chục ngàn khán giả theo dõi trực tiếp gần như không thể chớp mắt. Và dĩ nhiên, hàng triệu người xem qua truyền hình cũng không là ngoại lệ. Lễ hội Carnaval là dịp để người Brazil thể hiện nét đẹp trong văn hóa truyền thống của mình, đặc biệt là qua các vũ điệu samba và cách hóa trang sinh động. Carnaval ngày nay bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa của người La Mã và Hy Lạp, sau đó du nhập vào một số nước ở châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và trở thành những lễ hội hóa trang và khiêu vũ trên đường phố. Truyền thống này được Brazil tiếp thu và phát huy thành lễ hội hoành tráng như ngày nay. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn và xin hẹn gặp lại quý vị vào đầu mỗi giờ với những thông tin phản ánh về không khí đón Tết tại các địa phương trên cả nước.